Hello, xin thân ái chào các anh em theo dõi Tuấn David nha. Hôm nay là ngày 11 tháng Chạp, mình có một ngày rất là vui là mình vừa đi tảo mộ ông bà về. Cả một ngày luôn, nhậu bây giờ nó cũng hơi tới tới đồ rồi. Hôm nay mình chia sẻ đến cộng đồng anh em yêu quý mình và quan tâm vấn đề âm thanh chân đất. Có nghĩa là kiểu kiểu bình dân đó, một vấn đề đó là mình nên mua hàng bãi hay hàng mới. Vấn đề rất là hot. Rất rất nhiều anh em quan tâm vấn đề này khi mà muốn mua sắm âm thanh hoặc là nâng cấp. Bây giờ mình muốn mua một bộ micro, mình nên lấy cái hàng bãi hay là hàng mới? Muốn mua đây thay đổi cái mixer hoặc là mình mua mới, không biết là mua hàng bãi Nhật, bãi Đức hay là bãi Mỹ hay là bãi Anh hay là mua hàng mới đây? Muốn mua cục đẩy, nói chung là mua tất cả thiết bị, rất là phân vân. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngồi lại cùng phân tích nha, phân tích theo cái ý kiến chủ quan cá nhân của mình và sau đó các bạn lắng nghe và các bạn hãy sàng lọc lại coi thử nó đúng mức độ nào và các bạn áp dụng vào thực tiễn và mình quyết định mua một trong hai bãi hay mới. Rồi, ok. Bây giờ mình xin nói ra ngoài lề một xíu. Cái chiếc tivi. Tivi bãi. Tivi màn hình CRT á, màn hình nó là cái đèn hình đó. Các bạn còn xài không? Đâu có ai xài nữa đúng không? Ai xài cái nút đó nữa. Bây giờ người ta xài cái màn hình nó mỏng như này nè. Thứ nhất là nó tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Nó cái màn hình nó rất là tái hiện đủ màu sắc và cái khung hình nó lớn và cái vận chuyển nó rất là nhẹ nhàng. Còn cái tivi hồi xưa 32 inch các bạn bê nặng lắm, rất là nặng đó. Mình nói xuyên qua vấn đề đó sơ sơ thôi. Rồi cái máy hàng hồi xưa máy hàng to một làm một cục phe như thế này nè, các bạn bưng rất là nặng thì mới hàng được, mới cắt được những cái thanh sắt như này. Nhưng công nghệ bây giờ chỉ cần một cái máy hàng lấy ngón tay sắt thôi, các bạn có thể cắt được những thử xét như này vô tư. Rồi chúng ta quay lại vấn đề âm thanh thì mình muốn chia sẻ với các bạn hiểu và có những cái lập luận từ cái lời nói chia sẻ của mình và rút ra cái kinh nghiệm để chọn đúng hơn, chứ không phải là mình áp đặt cho các bạn là nên mua cái hàng bãi hay cái hàng mới nha. Rồi ok, mình cùng tâm sự tiếp. Có những cái thiết bị mà mình mua hàng bãi về xài được đó, nhưng mà nó rất hay xảy ra cái vấn đề là trục trặc, hỏng hóc, rồi thế này thế kia, rồi tuổi thọ giảm theo thời gian. Thì bây giờ mình cùng sàng lọc nha, từ những thiết bị nha. Miro, mình có nên mua hàng bãi hay không? Rồi, nói về Miro. Theo bản thân của mình, thì Miro 50% nên, chứ không có cao hơn. Bởi vì Miro nó cũng như cái loa, cái chất lượng của cuộn côn đầu micro thu á, nó sẽ giảm đi theo thời gian, trong đó nó có từ tính, nó có cái màng rất là mỏng manh như cái màng nhĩ con lỗ tai mình này. Nó dao động, nó nhận cái dao động cơ học không khí từ cái mồm mình, nó qua đó nó tái hiện, nó nhúng cái cuộn côn đó và nó đưa ra cái tín hiệu điện và qua cái mạch xử lý nó truyền tới cái bộ nhận micro dài mình đang nói, micro không dài đó đó. Thì thời gian nó sẽ xuống cấp. Tất nhiên là bên nước ngoài, bên Mỹ, bên Canada, bên sân khấu Thúy Nga họ thải ra thì những cái micro còn dùng được, nhưng có những cái bộ micro từ Trung Quốc nó thải về nó đã bãi rồi. Mình thấy rất nhiều anh em thích mua cái bộ đó về, nhưng mà trong đó có 50 thậm chí 35% xài được thôi, chứ không có cái nào xài cũng được. Đó là theo mình trải nghiệm rồi mình biết. Đó là một cái thứ nhất, cái micro. Thì mình ý kiến chủ quan của anh em, cô Tuấn David khuyên anh em micro nên mua hàng mới. Ok. Tiếp theo cái thứ hai trong dạng âm thanh đó là cái mixer. Cái mixer là cũng 50 50 anh em. Cái micro là mình khuyên anh em nên mua mới rồi, bởi vì nó có rất nhiều thứ. Cái đầu côn quay lại xíu, cái đầu côn á làm như nãy mình nói rồi, nó có xuống cấp theo thời gian. Nhưng khi mình mua đầu côn mình thay thì nó sẽ không phù hợp 100% so với cái micro. Cái thứ nhất với thứ hai là linh kiện nó cũng xuống. Và cái micro bãi so với micro mới nó chênh lệch cũng không nhiều. Nên thành anh em nên mua cái micro mới. Rồi tiếp theo chúng ta đến cái mixer. Mixer thì theo quan điểm của Tuấn David thì 50 và 50. Bởi vì mixer nó là thiết bị mở đầu nên thành là mình nếu mình mua của những cái nhà sản xuất ví dụ Nhật Bản hay Canada hay là của Anh, của Đức thì nó rất là bền. Nếu mình có cái điều kiện mình kiểm tra mình thử những cái bàn mixer đó nó chạy ok về analog thì những cái núm quay, những núm vặn nó không có sụt rè. Về mixer số thì cần fader motor nó quay tốt. Còn chức năng thì tùy theo đời, hãng nó có sẵn hết rồi. Những bàn đó mình mua 50 50 ok.
Tất nhiên nó cũ mà nó phải có tỷ lệ trục trặc của nó, có thể nó suy hao theo thời gian hoặc nó hư phải đôi này phía kia, cái đó mình thay thế mình chấp nhận. Còn cái mới thì nó tuyệt vời rồi, nó 100% rồi, nó công nghệ mới và nó được hãng nhà phân phối bảo hành theo một thời gian nhất định tùy theo từng quốc gia. Đó thứ hai là cái mixer. Rồi cái tiếp tục cái thứ ba là thiết bị xử lý. Thiết bị xử lý ở đây là gọi là bộ đồ lòng, nó có rất nhiều, ví dụ như cái DSP controller gọi là có số, hay là cái equalizer, cái lọc xì muôn cánh bắc hay gọi cơ đó, hay là cái compressor, cái noise gate cơ bên ngoài, thì cái đó cũng là 50-50. Nếu anh em chọn được thiết bị tốt thì mua những cái hàng bãi xài vẫn ok, có những cái thương hiệu nó rất là tốt, ví dụ như là BSS hay là DBX, nhiều thương hiệu nổi tiếng. Còn nếu chúng ta có tiền chúng ta mua hàng mới, bảo đảm hàng chính hãng rất là tốt và chế độ bảo hành ok. Rồi vấn đề thứ hai thiết bị. Vấn đề thứ ba là men công suất. Men công suất theo ý kiến chủ quan của mình là mình chia sẻ anh em nên mua hàng mới. Bởi vì men công suất, đã gọi là công suất thì nó liên quan tới cái hoạt động rất là nhiều năng lượng. Khi nó chạy một thời gian rồi, sò nó sẽ ảnh hưởng, mạch nó sẽ ảnh hưởng và nguồn power, nguồn cung cấp của cái men nó sẽ ảnh hưởng. Nó không còn tốt như cái hàng mới, nên thành cái men công suất tức là cái âm ly cục đẩy đó các bạn. Theo cá nhân mình thôi, mình khuyên chia sẻ anh em là nên xài, ưu tiên xài hàng mới nhiều hơn. Đó. Tiếp đến một cái vấn đề, một cái thiết bị nữa, đó là cuối cùng đó là loa. Theo quan điểm mình chia sẻ cho anh em, loa là theo mình là không xài hàng bãi. Bởi vì sao? Cái micro là cái đầu tiên, nó cũng là liên quan tới cuộn côn, cái màng loa. Thì bây giờ cái loa nó lại càng liên quan hơn nữa. Cái loa là cái tái hiện tần số và nó nhồi liên tục. Cái màng nó, cái độ cứng của màng, cái độ nhúng của nhện, cái độ từ tính của nam châm, nó tái hiện được tốt hay không á, là cấu thành chất lượng của một cái loa, cái củ loa. Mà họ xài đã ra họ bỏ bãi rồi á, thì các bạn mua về các bạn chỉ hướng sáng được khoảng tầm 15, hơn lắm là 25% cuối đời của cái chiếc loa đó thôi. Không thể nào mà nó hiệu quả được. Có những cặp loa bán rất là đắt tiền, JBL hay là nhiều thứ này kia, hay hay thì hay đó, nhưng mà trong cái tầm giá đó nó không có, theo bản thân mình có thể nhiều lựa chọn tốt hơn đó. JBL cũng vậy, nó đời cũ rồi, có những loa nó cũ rồi, cái độ nhạy nó rất là thấp, tiếng nó ra hay không mình công nhận, tiếng ra tốt nhưng mà độ nhạy thấp. Mình đi làm theo cái thị hướng xu hướng thị trường bây giờ, ngoài cái hay ra còn phải to nữa, còn phải tiện ích, phải lợi men nữa. Lợi men tức là độ nhạy nó lớn đó. Mình phân tích như thế không phải là mình bác bỏ cái độ bãi không dùng được, còn tùy theo, mình nói thêm ở chỗ loa, tùy theo. Có những chiếc loa họ xài rất ít, họ bán bãi công nghệ mà vừa vừa phải, ví dụ công nghệ cách đây 10 năm thôi họ bán, thì nó cũng là thuộc cái công nghệ là gần mới và mới chứ không phải là cũ lắm. Còn những cái loa nó quá cũ rồi anh em nên thanh lọc ra. Đừng có quá ham cái hàng bãi. Hàng bãi không phải là tốt, không phải cái gì cũng tốt. Tại sao người ta thải ra rồi mà mình còn coi nó là tốt? Nó tốt ở một số thiết bị, ở một cái phân khúc nào đó, những cái series nào đó thôi, không phải cái nào cũng tốt. Còn hàng mới chắc chắn nó tốt, do chúng ta chi tiền không đúng cái chưa tới cái mức tốt thôi. Đó, thì quay lại vấn đề, mình chốt lại vấn đề là mình chia sẻ cái góc độ cá nhân anh em là nên xài hàng bãi, hàng mới. Theo ý kiến mình thôi, anh em cứ sàng lọc nha. Một micro là nếu lựa chọn được những bộ micro tốt lắm mà xem cả đời của nó thì mình hãy xài hàng bãi, còn không thì xài hàng mới, bởi vì nó có cuộn côn thì nó sẽ giảm. Rồi thứ hai là mixer thì 50-50, anh em có thể xài hàng bãi, có thể xài hàng mới, nhưng lưu ý hàng bãi hãy lựa chọn nhà bán tin cậy và những cái series đời vừa phải, đừng quá đời cổ về trước đó. Rồi tới thiết bị cũng như vậy, 50-50, nó giống như mixer. Thiết bị tức là độ đồ xử lý, cái bộ đồ đồ lòng xử lý là cái lọc xì cần gạt, equalizer rồi compressor rồi có số này nọ. Rồi ok, rồi tới cái men công suất. Men công suất thì các bạn chỉ cần chọn cho mình hàng mới thôi, đừng có sử dụng hàng bãi làm gì. Đó quan điểm của mình thôi, các bạn có thể bỏ qua hoặc là có cái lập luận riêng của mình để các bạn chọn. Rồi đặc biệt cuối cùng tới cái loa. Cái loa thì không, mình không bao giờ thích loa bãi. Đó là quan điểm của mình. Bởi vì bãi cái màng nó nhồi, nó nhão hết rồi. Các bạn mua loa bãi về mà các bạn tôn trọng cái định nghĩa hàng bãi, giữ mãi đó để sau này bán lại được giá, ok các bạn giữ màng. Chứ thực tế cái màng nó đã nhão rồi thì tiếng nó ra không bao giờ còn hay nữa. Đó. Cái nhện nó đã lỗi rồi thì nó không có chuẩn nữa.
và cái từ tính 500 nó đã xuống rồi thì không bao giờ nó đạt được cái độ nhảy ổn nữa. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Chốt lại vấn đề mình chia sẻ anh em những cái phân tích nhỏ nhặt như vậy để anh em có những cái lập luận và đưa ra quyết định của mình nên mua cái mới hay là cái bãi. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào xem thấy thích thì nhớ like cái video ủng hộ Tuấn David để ra nhiều video cống hiến cho cộng đồng hơn. Anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký và bật cái chuông lên nha. Bật cái chuông nho như chuông chuông dưới để theo dõi. Khi mình up cái video nói xàm lên là anh em sẽ là được một trong những người quá nhiều đầu tiên. À, cảm ơn anh em nha.